Xin chào người mới quý vị khán giả của STV. Một tuần mới lại bắt đầu. Cảm ơn quý vị đã chọn chào ngày mới để bắt đầu ngày làm việc học tập đầu tuần của mình. Hy vọng rằng với những thông tin chúng tôi chuyển tới quý vị trong chương trình sáng ngày hôm nay sẽ như là một tách cà phê khởi đầu cho một ngày mới của quý vị với nhiều năng lượng tích cực. Vãi đồng hành với chúng tôi đến phút cuối của chương trình. Nhưng trước hết, mời quý vị cùng đến với phần tin tức. Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo hoàn thiện cơ bản hệ thống chính sách dân tộc và miền núi với tổng số vốn bố trí giai đoạn 2021-2025 hơn 134.000 tỷ đồng và 41 chương trình chính sách mang tính chiến lược có ý nghĩa quan trọng tác động đến mọi lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tuy nhiên, một số chính sách về dân tộc còn chậm triển khai do thiếu vốn, một số vấn đề bức xúc đặt ra trong thực tiễn như kết cấu hạ tầng ở các vùng sâu, vùng xa còn thiếu thốn, di cư tự do, thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, chậm được giải quyết. Việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số còn hạn chế. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu trong thời gian tới, các bộ ngành địa phương ra soát xây dựng kế hoạch, hoàn thiện các cơ chế chính sách, chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để kịp thời triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong năm 2021 Ủy ban dân tộc và các bộ ngành cơ quan thành viên ban chỉ đạo trung ương phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội khẩn trương hoàn thiện hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư hai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025 trình Chính phủ để báo cáo Quốc hội xem xét phê duyệt. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, song với nhiều giải pháp đồng bộ, trong quý một năm nay ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ của hoạt động xuất nhập khẩu. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước ước tính đạt 152 tỷ 650 triệu đô la Mỹ, tăng 24,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 77 tỷ 340 triệu đô la Mỹ, tăng 22%, nhập khẩu hàng hóa đạt 75 tỷ 310 triệu đô la Mỹ, tăng 26,3% cán cân thương mại hàng hóa quý 1 năm nay ước tính xuất siêu hơn 2 tỷ đô la Mỹ. Việc xuất khẩu khu vực kinh tế trong nước đạt 18,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,9%, chiếm 23,7% tổng kim ngạch xuất khẩu. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 59,04 tỷ đô la Mỹ, tăng 28,5%, chiếm 76,3%. Trong quý 1 có 11 mặt hàng đạt kinh ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ, chiếm 76,6% tổng kinh ngạch xuất khẩu 4 mặt hàng đạt kinh mạch xuất khẩu trên 5 tỷ đô la Mỹ chiếm 54,7%. Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu, nhóm hàng công nghiệp nặng và khoáng sản đạt cao nhất với 43,2 tỷ đô la Mỹ. Nhóm hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp ước tính đạt 27,1 tỷ đô la Mỹ, nhóm hàng nông lâm sản đạt 5,35 tỷ đô la Mỹ, nhóm hàng thủy sản đạt 1,69 tỷ đô la Mỹ, đều tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Về thị trường xuất khẩu hàng hóa quý 1, Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, tiếp đến là Trung Quốc, thị trường EU, thị trường ASEAN. Nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, tỉnh Sơn La tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách thu hút đầu tư và hỗ trợ xây dựng các cơ sở bảo quản chế biến nông sản an toàn gắn với vùng nguyên liệu đáp ứng được yêu cầu của địa trường trong nước và xuất khẩu. Hiện nay tỉnh Sơn La có 50 cơ sở nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu, ba doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy chế biến sản phẩm quả đã đi vào hoạt động của tập đoàn Nafus tại huyện Mộc Châu, tập đoàn AC Hàn Quốc và tập đoàn TH tại huyện Vân Hồ. Đang xây dựng trung tâm chế biến rau quả Doveco Sơn La của công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu đồng Giao. Trên địa bàn tỉnh có gần 500 cơ sở sơ chế chế biến quả với quy mô nhỏ của doanh nghiệp hợp tác xã, hộ gia đình cá nhân để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước tìm kiếm cơ hội tỉnh Sơn La đã và đang nỗ lực tạo bước đột phá, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, thực hiện các chính sách hỗ trợ hạ tầng, giải phóng mặt bằng tạo điều kiện thu hút đầu tư các dự án, tăng cường đối thoại đồng hành cùng doanh nghiệp, thực hiện các thủ tục đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án. Theo kế hoạch năm 2021, huyện Yên Châu trồng trên 12.900 ha cây trồng trên nương với các loại cây trồng chủ yếu là ngô xuân hè, lúa nương, sắn, mía nguyên liệu, đậu tương, để phục vụ sản xuất đạt kết quả cao, các cơ quan chuyên môn của huyện đã đẩy mạnh công tác quản lý chất lượng giống, thuốc bảo vệ thực vật và phân bón, đồng thời tích cực tuyên truyền hướng dẫn nông dân lựa chọn các loại cây phù hợp với điều kiện tự nhiên địa phương, áp dụng khoa học kỹ thuật thực hiện sản xuất đúng lịch thời vụ. Hiện nay nhân dân trên bàn huyện Yên Châu đã chuẩn bị được khoảng 80% lượng giống phân bón các loại phục vụ cho sản xuất, tiến hành phát dọn thực bì được 10.320 ha, làm đất được 4.500 ha trong quý một năm nay, trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh đã tăng cường phối hợp với các địa phương, đơn vị làm tốt việc tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động, tổ chức các hoạt động tư vấn việc làm, học nghề, thông tin thị trường lao động, xuất khẩu lao động cho 2.074 lượt người, trong đó tư vấn tuyển sinh lao động đi làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cho 750 lao động, tư vấn trực tiếp về việc làm, học nghề, thông tin thị trường lao động và lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có nhu cầu tìm kiếm việc làm qua điện thoại, website cho 1.033 người qua fanpage Facebook cho 291 lượt người, đăng tải thông tin tuyển dụng của doanh nghiệp lên website và fanpage Facebook cho 82 doanh nghiệp và 136 hồ sơ tìm việc. Thông qua các hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm dưới nhiều hình thức đa dạng đã cung cấp cho người lao động những thông tin cần thiết, cập nhật ngành nghề đào tạo, nhu cầu sử dụng, tuyển dụng lao động trong và ngoài tỉnh, mở ra cho người lao động thêm nhiều cơ hội giải quyết việc làm. Quý 1 năm nay, trung tâm đã chuyển đổi việc làm và tạo việc làm tăng thêm thu nhập cho khoảng 4.600 lao động. Theo Nghị định số 38-2021 vừa được Chính phủ ban hành quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa là 50 triệu đồng đối với cá nhân và 100 triệu đồng đối với tổ chức. Mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo là 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức. Cụ thể, Nghị định quy định biểu diễn nghệ thuật mà thực hiện hành vi không phù hợp với văn hóa truyền thống, lứa tuổi, giới tính theo quy định của pháp luật thì bị phạt tiền từ 25 đến 30 triệu đồng. Mức phạt trên cũng áp dụng đối với hành vi tổ chức thi người đẹp và người mẫu mà không có văn bản chấp thuận. Đối với hành vi treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng bị phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng. Nghị định quy định phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200 đến 500 nghìn đồng đối với một trong các hành vi thắp hương hoặc đốt vàng mã không đúng nơi quy định, nói tục chửi thề xúc phạm tâm linh gây ảnh hưởng đến không khí trang nghiêm của lễ hội, mặc trang phục không lịch sự hoặc không phù hợp với truyền thống văn hóa Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin tức của chương trình sáng nay. Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng đến với câu chuyện ngày mới. quý vị và các bạn cùng với các địa phương khác trong tỉnh, các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang được các cấp ủy chính quyền và Ủy ban bầu cử huyện Quỳnh Nhai triển khai tích cực, đảm bảo an toàn chặt chẽ, chu đáo để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Hiện huyện Quỳnh Nhai đã chỉ đạo các đơn vị bầu cử thực hiện xong hiệp thương lần thứ hai và chuẩn bị điều kiện cho hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân huyện và xã nhiệm kỳ 2021-2026. Ngay sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội công bố ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Thường vụ huyện ủy Quỳnh Nhai đã thành lập ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện, thành lập ủy ban bầu cử huyện phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách địa bàn lĩnh vực, hướng dẫn các xã bản trên địa bàn thành lập ban chỉ đạo và ban hành kế hoạch lãnh đạo chỉ đạo công tác bầu cử ở từng xã, đảm bảo theo đúng tinh thần chỉ thị 45 của Bộ Chính trị. Theo thống kê, dân số toàn huyện Quỳnh Nhai có hơn 65.400 người, dự kiến toàn huyện có 7 đơn vị bầu cử Hội đồng nhân dân cấp huyện, 62 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, 87 tổ bầu cử với 87 hòm phiếu chính, 87 hòm phiếu phụ. 12 con dấu của Ủy ban bầu cử cấp huyện, xã và 87 điểm bỏ phiếu. Hướng dẫn tổ chức các hội nghị hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, xã nhiệm kỳ 2021-2026 và phân công cán bộ trực tiếp giải đáp các vướng mắc của các cơ quan đơn vị, các xã trong việc tổ chức các bước hội nghị giới thiệu người ứng cử và kịp thời hướng dẫn thực hiện tốt công tác tiếp công dân, công tác kiểm tra giám sát theo kế hoạch, đồng thời là chỉ đạo các xã giả soát số lượng của cử tri, các điểm bỏ phiếu đảm bảo đầy đủ. Hiện nay công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp cũng được xã Trường Khoang triển khai thực hiện hiệu quả. Sau hội nghị thương lần thứ hai, xã đã dự kiến giới thiệu được 43 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và 5 điểm bỏ phiếu với 5 hòm phiếu chính và 5 hòm phiếu phụ. Ngoài việc kiểm tra công tác bầu cử, Đảng ủy xã cũng đã chỉ đạo ủy ban bầu cử xã ra soát kiểm tra các cơ sở vật chất dự kiến tổ chức tại các bản, đồng thời chỉ đạo ban hành các văn bản dự kiến các đại biểu ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân hoàn thiện hồ sơ đại biểu theo đúng quy định. Thực hiện theo sự chỉ đạo của tỉnh của huyện về công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu của quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 2026 thì đến nay xã Trường Khoang đã thực hiện các cái bước chuẩn bị đúng theo cái quy trình Ủy ban bầu cử đã giao cho mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tổ chức các bước hiệp thương lần 1 lần 2 có thể thấy tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai đang thực hiện khẩn trương, đảm bảo đúng tiến độ, đúng kế hoạch, chặt chẽ, đúng pháp luật, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị cũng như mở rộng và phát huy dân chủ. Bước đầu, công tác triển khai bầu cử, các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho bầu cử đều được các cơ quan đơn vị và các địa phương cơ sở chuẩn bị nghiêm túc. Mọi hoạt động phục vụ công tác bầu cử đều đạt hiệu quả. Khép bằng nội dung câu chuyện ngày mới tại đây, mời quý vị tiếp tục chương trình với các cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, tỉnh Sơn La luôn coi trọng việc bảo tồn và phát huy các môn thể thao dân tộc. Do có sự quan tâm đầu tư đúng mức, phong trào thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh phát triển ngày càng rộng khắp và được nâng tầm chất lượng. Ghi nhận tại giải đẩy gậy kéo co bắn nỏ toàn tỉnh năm 2021 là một phần không thể thiếu trong những môn thi đấu quần chúng các môn thể thao dân tộc như bắn nỏ, đẩy gậy hay ném còn thường được đưa vào danh sách thi đấu tại các giải thể thao quần chúng của tỉnh và của quốc gia hàng năm. Điều này cho thấy sự quan tâm của Đảng và nhà nước dành cho các hoạt động thể thao nói riêng và đời sống tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung. Tôi tham gia hội thi này là môn cả đẩy gậy với cả kéo co và tôi rất vinh dự khi được tham gia hội thi tại vì được tham gia để cọ sát, giao lưu, học hỏi với các đội bạn ở trong tỉnh đồng thời được, được, được lưu giữ lại những cái môn thể thao truyền thống của dân tộc mình ạ. Để tham gia giải đẩy gậy kéo co bắn nỏ toàn tỉnh năm nay, Đoàn Thể thao Quần chúng huyện Sông Mã đã có sự chuẩn bị từ nhiều tháng nay. Thành lập các đoàn thể thao quần chúng tập luyện hàng ngày ở cơ sở, tuyển chọn các hạt nhân quần chúng ưu tú tham gia thi đấu các bộ môn thể thao dân tộc. Thông qua đợt này thì chúng tôi rất là cảm ơn ban tổ chức à, là Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Trung tâm huấn luyện và thi đấu đã tạo mọi điều kiện để cho các đoàn về à, thi đấu. À, qua đó thì tất cả các đoàn cũng có cơ hội để giao lưu học hỏi, à, đồng thời là cũng duy trì những cái môn thể thao truyền thống của dân tộc chúng tôi không biết nói gì hơn chúng tôi rất là vui mừng bởi vì với những cái thành tích mà chúng tôi đã đạt được thì chúng tôi khẳng định là chúng tôi sẽ tiếp tục phấn đấu trong thời gian tới để đạt sao ra đạt thành tích cao nhất giải bắn nỏ kéo co đẩy gậy năm nay được sở văn hóa thể thao và du lịch tổ chức đã thu hút trên 100 vận động viên đến từ các huyện thành phố tham gia tranh tài đây là cơ hội để các vận động viên người dân tộc, đặc biệt là các em học sinh trên địa bàn, có dịp được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi văn hóa, đồng thời bảo tồn và phát huy các môn thể thao dân tộc giải đẩy gậy kéo co bắn nỏ tỉnh Sơn La năm 2021 thì là về chất lượng thì theo như tổ trọng tài tôi đánh giá so với mọi năm thì năm nay là được đánh giá nhìn chung là các vận động viên chúng ta có thành tích cao hơn thì đa số là các em ở các địa phương đã có thời gian chủ động tập luyện tại địa phương và lên thi đấu tại tỉnh như năm nay chúng tôi nhìn nhận thì các em đã có sự chuẩn bị kỹ càng trước khi lên tỉnh thi đấu và đây cũng là một cái mừng để cho chúng tôi là tiến tiến tới là cho lấy tiền chọn các vận động viên đi hội khỏe phù đồng toàn quốc và tham gia cái giải vô địch đẩy gậy kéo co toàn quốc tại tỉnh Bắc Cạn. Từ nhiều năm nay giải vô địch bắn nỏ kéo co đẩy gậy đã được tổ chức thường niên trở thành giải thi đấu truyền thống của tỉnh. Thông qua việc tổ chức giải, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện các môn thể thao nói chung và các môn thể thao dân tộc nói riêng phát triển mạnh mẽ, sâu rộng trên địa bàn, từ đó tuyển chọn được các vận động viên quần chúng xuất sắc tham gia thi đấu giành thành tích tại các giải thể thao quần chúng toàn quốc với việc tổ chức các giải thể thao quần chúng đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Hồ Vĩ Đại và giữ gìn nét văn hóa truyền thống của các dân tộc tới đây chương trình tràng mưa sáng nay cũng xin được kết thúc cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chúc quý vị có một ngày mới nhiều niềm vui và thành công xin chào và hẹn gặp lại.